Mọi người rất vui khi được gặp lại tất cả quý khách hàng trong buổi livestream ngày hôm nay của thẩm mỹ viện này chúng tôi. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng gặp một cô bé khá là xinh xắn với tên Facebook là Đường Hy, rất là hot trên Facebook ha. Ngày hôm nay bé đến tái khám mũi được 12 ngày với dịch vụ là mũi ép lai cấu trúc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bé. Xin chào em. Em tên gì ha? Dạ em tên là Thúy. Thúy năm nay mũi được bao nhiêu ngày rồi em? 12 ngày. Em làm mũi ép lai cấu trúc đúng không? Thúy có thể cho chị được biết là lý do vì sao mà em quyết định nâng mũi không? Thì em thấy mọi người làm nhiều rất là đẹp nên là em quyết định nâng. Thường thì những cô gái mà lứa tuổi của em thì rất là thích chụp selfie đúng không? Dạ. Thì em chỉ thấy là hình như hình trước của em á, trước khi em làm thì cũng đã rất là xinh xắn rồi, nhưng mà vì sao mà em lại muốn nâng mũi nữa? Tại vì em chụp hình cái góc nghiêng nó không có đẹp, nó không có nét đó, nên là em muốn đi nâng mũi. Đây cũng là một lý do của rất nhiều cô gái. Em có thể cho chị được biết là em đã tìm hiểu nhiều nơi chưa, và cơ duyên vì sao mà em lại lựa chọn thẩm mỹ viện của chúng tôi? Có chị, em hay lướt Facebook á, rất là nhiều nơi mà nói chung là giá rồi làm mũi rất là nhiều, cũng có inbox tư vấn cho em nữa, nhưng mà tại vì chị của em làm ở đây mà làm rất là đẹp nên em quyết định là đến đây và làm, em đến tư vấn là em làm luôn á. Cảm ơn em. Em có thể kể cho mọi người chút xíu về cái quá trình mà em làm mũi tại đây không? Thì em tới và thanh toán thì có mấy chị điều dưỡng dẫn em lên vệ sinh mũi, rồi nói chuyện với em rất là nhiều. Lúc mà chuẩn bị làm thì còn ăn bánh uống sữa nữa. Khi làm thì không hề đau gì hết. Test thuốc cho em rồi cứ hỏi là em có đau không, rồi động viên em, rồi còn nắm tay em nữa, em rất là thích. Và sau 12 ngày thì cô bé của chúng ta có một chiếc mũi khá là hoàn hảo ha. Rất là tự tin. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón bác sĩ Dr. Bắc, là giáo sư danh dự của trường đại học Catholic, cũng là giám đốc chuyên môn của thẩm mỹ viện Beauty Life tại Seoul, Hàn Quốc, cũng là giám đốc chuyên môn của thẩm mỹ viện của chúng tôi. Và chúng ta cùng chào đón thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh, là bác sĩ chuyên phẫu thuật thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện của chúng tôi. Hai bác sẽ cùng nhau phối hợp phân tích cho chúng ta trường hợp mũi ép lai cấu trúc của bạn Thúy. Vâng, em xin chào bác ạ. Chào em. Yeah, can you say something about her before the surgery? Nice to meet you. I'm Dr. Bak from Korea. Now I'm working in Gangnam and Gangwon Clinic in Vietnam, Ho Chi Minh City, Biên Hòa. Actually, I met this patient customer several days ago. At the first time I saw her nose, she has a little bit a small problem. And before surgery, you can see the very low and a little bit the wide ala area, and this area very wide. So maybe she think it's not so beautiful. So we have to think about the surgery first of all. Yeah, making this part more higher, and especially in the tip area, it's a little bit sharp than before. And finally, this, please, the front view. Okay, thank you. It's a little bit wide, and we are going to make her nose a little bit short than before. So first of all, using her ear cartilage and the septal cartilage inside her nose, extension of the tip area, and then using the implant, the higher augmentation, and finally a little bit shortening of her ala base area. So you can see more beautiful. I will translate for you. Xin chào các bạn, đây là bác sĩ Park, bác sĩ Park đến từ Hàn Quốc. Thì hôm nay bác sĩ Park mới giới thiệu về bản thân và đồng thời phân tích cái trường hợp của bạn khách hàng bạn Thúy trước phẫu thuật. Thì trên cái hình ảnh này bác sĩ Park có nói là cái sống mũi của bạn rất là thấp, cái sống mũi nhìn vô là thấy sống mũi tẹt, nó chưa có nội trộn. Cái thứ hai nữa là cái
chiều dài của cái mũi thì được, nhưng mà cái bề ngang của cánh mũi này nè thì nó khá là rộng. Bề ngang của cánh mũi thì nó khá rộng. Thì đối với trường hợp này, bên cạnh đó cái góc nghiêng này chúng ta thấy là cái sống mũi của bạn là nó thấp và nó thô, nhất là cái phần đầu mũi. Bên cạnh đó thì sống cái sống mũi của nó của khách hàng chưa có cân đối. Đây, thì với cái trường hợp của khách hàng này thì chúng tôi thực hiện nâng mũi S-line cấu trúc. Bác sĩ Park, đối với trường hợp này thì chúng tôi thực hiện là lấy sùng tai và sùng vách ngăn ở trong mũi để mà nâng cái mũi S-line cấu trúc, đầu mũi hoàn toàn tự thân cho khách hàng, làm cho cái đầu mũi này thon gọn lại, đồng thời là đặt cái sóng, đặt cái chất liệu implant lên để làm cái sóng mũi, có cái sóng mũi cao và thẳng đẹp cho khách hàng. Đồng thời thì sau khi nâng mũi thì cái làm thon gọn lại cái hai bên của cánh mũi này, làm cho thu hẹp cái bề ngang của cánh mũi, nhìn chiếc mũi của khách hàng cân đối hơn. Xin mời các bạn quay lại với cái hình ảnh của khách, của vị khách hàng chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại chiếc mũi S-line cấu trúc sau 12 ngày, rất là mềm mại đúng không mọi người? Thúy ơi, em có thể chia sẻ cho chị được biết là cái quá trình mà mình dưỡng 10 ngày mang nẹp thì nó có ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của em không? Dạ không chị. Cái ngày đầu tiên mà em làm xong á, em đã đi uống trà sữa với bạn rồi. Để em mở hình cho mọi người xem. Đúng rồi, nói là quay kênh. Cái này là hình em vừa làm xong luôn, đi xuống tắm là đi trà sữa luôn á. Nha. Cái này là ngày thứ hai em đi coi phim, không thể ở nhà được, em đi coi phim, không đau không đớn gì hết, em chẳng phải uống giảm đau luôn. Nói chung là từ lúc làm mũi thì ngày nào em cũng ở ngoài đường hết, em cũng đi chơi hết. Cảm ơn em. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với giáo sư bác sĩ Dr. Bắc để bác sĩ có thể phân tích thêm cho chúng ta về ca mũi ngày hôm nay. Vâng, em xin mời bác. Can you analyze her nose after the surgery, 12 days? Yeah, I think after 12 days, you can see the first of all higher the as long as possible. I think in comparison with her face, yes, look, that's very beautiful, just enough. And then the second, in this part, before surgery, of course, she has a little bit short nose, but the extension using the septum and the ear cartilage for the extension of the base of the nose, and then finally a little bit the shortening of the ala base of the patient. So I think it's perfect, it's very beautiful. Đây, trường hợp của bạn sau 12 ngày phẫu thuật đó thì lúc trước cái chiều dài của cái rộng mũi của bạn ngắn, thì sau khi chúng tôi nâng mũi lên thì đã có cái đầu mũi cao phù hợp với khuôn mặt của bạn rồi. Đồng thời đó thì bác sĩ Bác cũng nói là khi mà đặt cái implant lên đó, thì chiếc sống mũi rất là thẳng đẹp và nó cân đối với đầu mũi. Đồng thời đó, sau khi làm xong thì cái bề ngang của cánh mũi của khách hàng cũng thon gọn lại. Bây giờ dáng mũi của vị khách hàng của chúng ta rất là đẹp. Và đồng thời cái hình ảnh trước phẫu thuật các bạn có thể thấy là khách hàng của chúng ta có vẻ là hơi hô một tí xíu. Cái hình nhất là hình nghiêng. Đó, hơi hô một tí xíu. Nhưng mà bây giờ sau khi mình nâng mũi thì cái hiện tượng hô này chúng ta lại không thấy nó hô nữa rồi. Nó làm cho khuôn mặt đẹp và hài hòa hơn. Vâng ạ, cảm ơn, em xin được cảm ơn những cái chia sẻ cũng như những phân tích rất là bổ ích đến từ hai bác sĩ của chúng ta. Và quay lại với bạn Thúy ngày hôm nay thì Thúy có thể chia sẻ cho mình được biết là sau khi mà mình tháo nẹp có thì mọi người nhận xét như thế nào với chiếc mũi mới của em? Dạ, ai cũng kêu là lạ, em mũi đẹp chị. Em có tự tin hơn với chiếc mũi này không? Dạ có, em chụp hình nhiều hơn. Cảm ơn em rất là nhiều và xin được chia sẻ với Thúy ha. Với cái dịch vụ em chọn là mũi S-line cấu trúc thì sau 3 đến 6 tháng thì nó còn đẹp hơn và
hài hòa với khuôn mặt của em hơn nữa ha. Và chúng ta sẽ hy vọng được gặp lại bạn Thúy với trên Facebook là Đường Hy nhiều dịp hơn nữa để cùng nhìn ngắm những cái sản phẩm đẹp nhất, mới nhất của phòng thẩm mỹ của chúng tôi. Một lần nữa xin mời hai bác sĩ và bạn Thúy chúng ta có thể chào tất cả các khán giả của phòng thẩm mỹ. Vâng, cảm ơn mọi người ạ. Cảm ơn.